lá sâu ngon quá mọi người ơi. Đây là thành quả của hai chị em. 20 phút được như đây. Dạ. Quá sáng nhiều luôn. Thơm lắm chị Tư. Lai lát nè. Lai lát. Đây rồi. Làm đi. Wow, lai lát. Thơm lắm. Nở rồi đây. Dẫn con nồi đi chơi nha, đi tháp gì nha. Mỗi nha, chạy ra nước là phải nấu nước đường nha, đường gừng nha. Đường gừng thấy ngon. Ngâm đi, ngâm khoảng 15 phút ha. Xong rồi hấp đúng không? Hay là chị đổ nước vô nấu? Đổ nước vô nấu luôn. Thì nửa ký đường. Đường gừng lá dứa. Muối. 100 g. Ủa 300 g. 330. 335 mà.
Nè, lưng bò như từ nấu mấy tiếng đồng hồ á. Lâu rồi mới buồn. Bắp bò. Nhưng mà luộc. Nhưng mà luộc. Bắp bò. Cái này phải trụng sơ qua mới nấu được nha chị Tư.
Chịu đó thì tiếc cho bán hay lắm á. Cái đó không có vui đâu bà nghe. Rồi ra ăn đi ba ơi. Đi ra để con cua đồ ra luôn. Đuôi bò nhau héo rồi đó. Qua trời quá là khánh sợ hơn hết. Hồi chơi rồi ăn nè, gao gao miệng một kìa, gao đấy giờ nhất hả. Tôi muốn ngủ quá trời. Xịt, ngồi xuống, good boy. Anh Dũng. Thank you. Anh con gì thứ năm là 60 viên. Còn 60 viên là bình thường, 60 viên bự thôi. Năm nhỏ con gái mình hơn 30 viên. Bà tao tưởng là bà chân. Ăn chè là không có tưởng. Cho ít gạo với